Đến đây để các tỉnh suy nghĩ về một người đại tướng của nhân dân, đã gọi là người đại tướng của nhân dân. Giờ chúng tôi quá đồng tình với cái sự đó đó. Đại tướng nhân dân đánh hai cái đế quốc thắng ngày nay không phải. Thì từ ngày mà hôm bữa là đại tướng mất qua đời tới hôm nay thì hơn một tuần rồi, thì lúc đó cảm xúc bắt tới bây giờ giờ chúng tôi cùng nhau đó mà điện cấu kết nhau, chúng tôi thành lập đoàn chứ. Kính thưa các đồng chí lão thành các bạn, kính thưa đồng chí thượng tướng Nguyễn Thành Cung, các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các đồng chí thường vụ lãnh ủy bộ tư lệnh quân khu 1, thưa các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể quận huyện, các đồng chí đồng đội thân bằng quyến thuộc, đồng chí đại tướng Võ Nguyên Giáp tên khai sinh Võ Giáp, quý danh nhân sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911 ở làng An Xá, xã Lập Thị, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên phó thủ tướng thường trực Chính phủ, nguyên bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và tập thể các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế trong và ngoài quân đội. Ngày 4 tháng 10 năm 2013, tức ngày 30 tháng 8 năm Quý Tỵ, tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tuổi thọ 103 tuổi. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng trên 80 năm qua, đồng chí đã có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Chí được nhân dân yêu mến, kính trọng, bạn bè quốc tế ủng hộ, là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân ta và các thế hệ cán bộ chiến sĩ toàn quân và của dân tộc ta.
Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội từ khóa 1 đến khóa 7. Đến viếng có đoàn Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do đồng chí Trung tướng. Xin mời đoàn Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức. Một phút không đẹp, bắt đầu.